Với 68 triệu dân, trong đó cộng đồng người gốc Á hơn 5,5 triệu người, thị trường Anh khá lớn và nhu cầu đa dạng là điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có đồ nội thất bằng gỗ gia tăng xuất khẩu. Các mặt hàng đồ gỗ được ưa chuộng tại Anh là đồ nội thất, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và ghế khung gỗ. Đây là mặt hàng mà Bình Dương có thế mạnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành gỗ của Bình Dương nói riêng, Việt Nam nói chung có thêm cơ hội tại thị trường Anh nhờ ưu đãi thuế quan theo các hiệp định UKVFTA, CPTPP. Theo Cục Xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam tính đến hết tháng 7 năm 2024 ước đạt hơn 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng sản phẩm gỗ ước đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đối với tỉnh Bình Dương, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ 7 tháng năm 2024 đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50% tổng sản lượng cả nước. Do đó, Bình Dương được xem là thủ phủ của ngành gỗ Việt Nam. Yếu tố chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay là do nhu cầu tăng tại nhiều thị trường lớn, đứng đầu là thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, Anh cũng là thị trường nhập khẩu đồ gỗ từ Việt Nam với tỷ trọng kim ngạch cao và có nhiều tiềm năng mở rộng thị phần trong thời gian tới bởi ưu đãi thuế quan theo các hiệp định UKVFTA, CPTPP, cơ chế áp dụng Fast Track Digital UKCA thay cho CE đối với sản phẩm công nghiệp. Cụ thể, với hiệp định UKVFTA, nhiều mặt hàng gỗ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Anh sẽ có thuế suất 0% trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, để thâm nhập mở rộng thị trường tại Anh và tận dụng hiệu quả những lợi ích mà hiệp định UKVFTA mang lại, doanh nghiệp cần phải nắm bắt các quy định về tiêu chuẩn mới và xu thế tiêu dùng ở Anh. Từ đó cải tiến công nghệ, chất lượng mẫu mã sản phẩm phù hợp, đầu tư và sử dụng các phương tiện, công cụ marketing số hiện đại để tăng cường quảng bá sản phẩm, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế tại Anh. Đặc biệt cần chuẩn bị lộ trình chuyển đổi sản xuất đáp ứng các yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.